Thì tình trạng bệnh nhân đang là thở máy và bác sĩ chê và đưa trở về. Rồi cả nhà cùng theo dõi hành trình của con khỉ với anh Sơn nhỏ đi về trà Vinh, Vĩnh Long, ở châu Vĩnh Long rồi cả nhà. Và bây giờ mình qua bên chỗ 49 Thần Kiều nhà xác để mình nhận cái chân của chú về, thì chú đang mổ cái chân của chú đó, mổ một cách đêm này qua bên chỗ nhà xác 49 Thần Kiều nha. Tình trạng bây giờ là cha em là không có cứu được nữa, họp hội đồng của bên tất cả bộ phận là ảnh hưởng về gan, về thận, về phổi, là ung thư là hết luôn rồi, hết đường nào cứu, các bộ phận là nó không có đường hướng giải quyết nữa rồi. Cú mất rồi nha, Dạ cú mất rồi, mất rồi. đúng 12 giờ đêm luôn. Rồi, hello, xin chào quý khán giả. Thì Cường Thủy lại tiếp tục cái công việc hành trình là của chuyến xe hồi thiện nguyện BDS, chuyến xe không độc. Thì bây giờ là, để coi Cường Thủy coi là bây giờ. Bây giờ là 21 giờ, thì Cường Thủy có nhận được có thông tin từ anh Phi, đưa đưa cho ca là hỗ trợ một cái hoàn cảnh khó khăn. Từ bệnh nhân Chợ Rẫy về cho ông á. Cho ông Vĩnh Long, thì cái ca này là bệnh nhân là bị giống dạng dặm một cái đinh rồi xong bị nhiễm trùng máu, xong đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy, thì cái câu chuyện nó chưa như thế nào Cường Thủy mới nắm thông tin là bị nhiễm trùng máu, thì cả nhà cùng theo dõi. Thì Cường Thủy đưa đưa anh Hùng về dưới cho ông Vĩnh Long nha cả nhà. Thì tình trạng bệnh nhân đang là thở máy và bác sĩ chê và đưa trở về. Rồi cả nhà cùng theo dõi hành trình của con khỉ với anh Sơn nhỏ đi về trà Vinh, Vĩnh Long, ở châu Vĩnh Long rồi cả nhà. Rồi thì bây giờ con khỉ với anh Sơn đã tới bệnh viện, người nhà đang trình giấy để xe vô. Bây giờ thì Cường Khỉ cũng đã nhận được bệnh chú Hùng đã đưa lên xe, và bây giờ mình qua bên chỗ 49 Thần Kiều nhà xác để mình nhận cái chân của chú về, thì chú đang mổ cái chân của chú đó, mổ một cách đêm này qua bên chỗ nhà xác 49 Thần Kiều cả nhà. Rồi cả nhà cùng Cường Khỉ theo dõi hành trình qua 49 Thần Kiều để lấy cái chân của chú Hùng về nha.
Xin chào quý khán giả, thì cả nhà cũng đã theo dõi Cường Khỉ đi qua bên chỗ buôn chánh thật nghèo và nhận cái chân của chú Hùng. Thì chú Hùng thì căn bệnh của chú Hùng là bị sốc nhiễm nhiễm khuẩn và viêm gan, nói chung là 6-7 chứng bệnh. Và khi chú phẫu thuật chú đi giống dạng chú dậm cây đinh thì sao á, thì bị nhiễm trùng và đưa lên Chợ Rẫy, để Chợ Rẫy đang phẫu thuật phải cắt bỏ cái chân của chú. Thì bây giờ dạng sức khỏe của chú rất yếu và đang thở máy và đang đi về. Cả nhà cùng theo dõi Cường Khỉ đi với anh Sơn, Sơn nhỏ đi về cho Hùng ở Vĩnh Long cả nhà, để mình sẽ đưa chú Hùng về tới nơi và sẽ hỏi câu chuyện của chú vì sao mà chú lại bị vấn đề này. Thế nha cả nhà, cùng theo dõi vào hành trình đi về Vĩnh Long. Chú mất rồi nha. Dạ. Chú mất rồi. Mất rồi. Đúng 12 giờ đêm luôn. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng do sự sống chú Hùng còn quá ít, nên anh em tài xế đã không thể giữ được hơi thở của chú về đến nhà. Chỉ còn 35 km nữa thôi, chuyến xe đang chạy đua với thời gian, tốc độ cao, bỗng chốc như trùng lại trong những tiếng khóc biệt ly nghẹn ngào. Với bệnh tình của chú, có lẽ gia đình cũng đã chuẩn bị tâm lý cho giây phút này, nhưng sự ra đi đột ngột trên đường trở về vẫn khiến người thân đớn đau, uất ức. Cuối cùng thì anh em tài xế cũng đã đưa chú Hùng về nhà an toàn, chắc chắn được nằm trong căn nhà quen thuộc và bên cạnh những người thân yêu nhất. Dù không nỡ nhưng đã giúp chú an lòng hơn để bước lên chuyến xe không vé khứ hồi của đời mình. Mong chú ra đi thật thanh thản, từ nay sẽ không còn bệnh tật dày vò nữa. Em xin phép Linh nha. Dạ. Thì em cũng đã đưa chú Hùng về cái nhà. Bây giờ em có một số câu chuyện để em muốn hỏi là về căn bệnh của chú. Thì thế nào mà để đưa lên đường Chợ Rẫy thì đưa cái chân á, thì phải để câu chuyện cho em biết được. Dạ. Thì hiện tại bệnh của cha em thì mới đầu là nó chỉ là cái mu bàn chân hơi bị sưng lên, rồi lúc đó là coi như gia đình tưởng không có chuyện gì thì mới là cũng nghĩ đi, cho nên là không có chữa tới khi mà cha ổng huyết áp tụt quá
thì không thấy đường, em mới chở ra phòng khám riêng, phòng khám ngoài, thì vô người ta đo áp là không có lên, đo mấy lần là đo huyết áp không có được, thì phòng khám ngoài nó người ta kêu là mau chóng đi lên bệnh viện gấp, chứ không thôi là cái này có thể là quay qua đột biến nhẹ, cho nên em mới chở cha em lên là bệnh viện quận 6. Thì lên bệnh viện quận 6 thì lên vẫn là huyết áp đo vẫn không 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 được luôn, thì bắt đầu là người ta đi siêu âm cái chân đi, rồi tới lúc đó là cái chân nó bị phù lên, bắt đầu nó sưng lên, hiện dạng nó sưng lên rất là lẹ, thì tới lúc đó quận 6 là không nhận được luôn, mới chuyển qua bệnh viện ngoại Đại Long Tây Bệnh viện Đại Lộ Đông Tây hả? Võ Kiệt đúng không? Là bệnh viện nhiệt đới. nhiệt đới, đúng Đúng rồi, rồi. chuyển qua bệnh viện nhiệt đới. Thì hiện tại qua bệnh nhiệt đới thì lúc đó vô thì bác sĩ có nói là giờ tình trạng của chú, giờ cái chân của chú nhức quá, giờ nhịp đập nhịp tim mạnh quá, rồi huyết áp tuột nữa, cho nên người ta yêu cầu là có thể là gây mê để chú đỡ đau, để cho nhịp tim nó giảm lại, để ta điều chỉnh huyết áp lại, chích thuốc để cho huyết áp nó điều chỉnh lại, thì gây mê thì tới lúc đó là cha em hết biết gì luôn. Thì nửa đêm thì bác sĩ có kêu lên thì nói là tạm ước giờ hiện tại là cha em là điều trị là bệnh nặng quá trời rồi, bây giờ người ta phải chuyển qua công nghệ kỹ thuật cao là chuyển qua lọc máu. Thì gia đình thì cũng chạy tiền mượn tiền đầu này đầu kia, thì ứng trước cho bệnh viện 5 triệu trước. Thì người ta nói là trong quá trình điều trị đó, lọc máu đó, sàng lọc máu với hô hấp này nọ, thì hiện tại là một ngày, ngày trong vòng là 10 đến 14 ngày, nhưng hiện tại là ngày đầu là giá trị khoản tiền là từ là 10 đến 15 triệu một ngày sàng lọc máu đầu tiên, còn những ngày sau là 5 triệu mỗi ngày. Thì trong đêm đó kêu em lên mấy lần như vậy, thì tới sáng, thì sáng bác sĩ nói là giờ tình trạng giờ mà nó cái nhiễm khuẩn của cái chân đó là ăn mòn vô tới vô máu luôn rồi, nhiễm trùng máu luôn, thì bây giờ là muốn điều trị nữa là chuyển qua bệnh viện Chợ Giấy, có thể cắt tế bào chết của cái chân nó bỏ, hoặc là có thể là cưa luôn cái chân đó đi một phần nữa, phần đó để mới có thể cứu lại tình trạng. Thì bắt đầu mới chuyển qua bệnh viện Chợ Giấy. Thì qua bệnh viện Chợ Giấy thì bác sĩ nói thì khi mà qua đây thì đã là tình trạng là dữ lắm rồi, người ta mới chuyển qua tới bên đây, thì qua đây người ta sẽ cũng cố gắng điều trị, người ta sẽ tăng cường thuốc cũng rất là cao. Thì tới lúc trưa là bác sĩ nói là giờ tình trạng là rất là tệ rồi, không có thấy là không 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 có thể cứu được nữa, thì tới người ta mới nói để trong vòng từ đây tới chiều tối nếu có gì người ta sẽ cho hay. Thì tới lúc 7 thì 7 giờ mấy, 6 mấy 7 giờ mới gọi em lên một lần nữa, thì nói tình trạng bây giờ là cha em là không có cứu được nữa. Họp hội đồng của bên tất cả bộ phận là ảnh hưởng về gan, về thận, về phổi, là ung thư là hết luôn rồi, hết đường nào cứu, các bộ phận là nó không có đường hướng giải quyết nữa rồi. Thì giờ nên bác sĩ nói là yêu cầu nếu mà vậy thì gán đợi 1-2 tiếng nữa, bác sĩ coi có cứu được gì nữa không, thì cứu, còn không được thì thôi cho về nhà, còn hơi thở cuối cùng về nhà đi cho nó ấm áp. Thì em nghe bác sĩ tư vấn hết đường cứu rồi thì thôi em chấp nhận, em ký giấy cho cha em về quê có hơi thở cuối cùng ở quê mình. Thì nói chung thì tụi em cũng cũng buồn vì lý do là tụi em không đưa được chú Hùng là ba của anh về được tới nhà, cũng còn có 35 cây nữa, em cũng cố gắng hết sức rồi. Thì nhưng mà chú đã tắt ở trên địa phận đất Vĩnh Long, thì từ đó thì em xin chia buồn cùng gia đình. Thì bây giờ thì trong cái nỗi đau thì anh cũng kiềm chế lại để mình lo cho ba mình đi qua cái giai đoạn này nha. Thì thôi thì nói chung thì tụi em cũng cũng đã khuya và cũng đưa chú Hùng về nơi của đất khách, cũng như nơi đất của mình, quê hương của mình. Thì bây giờ tụi em cũng hoàn toàn nhiệm vụ thôi, tụi em xin phép gia đình thì tụi em đi về lại Sài Gòn để giúp cho những bà con nghèo nha. Rồi rồi Thì vậy thì em cũng cuối cùng cuối lời thì cũng cảm ơn chú Tám đã giúp đỡ gia đình con qua, chở có chuyến xe thiện nguyện này về chở cha con về được đất quê nhà, thì tại gia đình cũng túng thiếu quá, cũng cảm ơn chú Tám rất là nhiều đã hỗ trợ cho gia đình con chuyến xe này, con thành thật cảm ơn. Rồi, xin chào anh, xin chia buồn cùng gia đình. Dạ.
Giờ xin chào quý khán giả, thì bây giờ cũng là 1:15 ngày mùng 1 tháng 8 2024, thì con khỉ với anh Sơn nhỏ đó đưa chú Hùng về quê hương của đất Vĩnh Long. Thì nói chung thì cả nhà cũng thấy câu chuyện của người con là em Linh cũng đã nói, cũng kể cho mọi người biết là chú thì lúc mà trước khi chú bệnh ấy, thì không phải là chú cái dầm đinh. Lúc đầu Cường Khỉ có nghe một người bạn của em Linh xin xe giùm mà nói là chú bị dầm đinh, là bị nhiễm trùng máu. Nhưng mà khi hỏi lại câu chuyện thật ra của ba của chú Hùng, ba ba của em Linh, thì chú Linh có nói là ba em là bị giống dạng là ở nhà cái chân nó sưng lên là tưởng bị gút, thì xong rồi là mua thuốc uống rồi cho nó giảm đau, bắt đầu mình thấy nó sẹp sẹp xuống rồi từ sau cái là lên luôn hoại tử. Ngày con bệnh của chú là sốt nhiễm khuẩn rồi viêm gan siêu B, rồi nói chung là năm sáu căn bệnh, nhưng mà chú đã không qua khỏi. Thì giờ chú thì hoàn cảnh của em Hùng thì cũng lo cho ba tới cùng đó, thì còn nhà cũng thấy em cũng đưa lên các bệnh viện đi hết luôn tất cả để lo cho ba, mà ba cũng không qua khỏi. Nói chung là không biết nói làm sao cả lời. Thì thôi, bây giờ cũng đã khuya thì cô clip còn gửi xin chúc quý khán giả một ngày mới an khang thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc. Rồi thì mọi người nhớ chia sẻ, bấm like kênh Hội Thiện Nguyện BDS và mua ủng hộ cao su bóp của sư phụ, vì một chai cao su bóp đó là những giọt cao su bóp để là những đồng tiền lời để sư phụ giúp cho bà con trên những chuyến xe không đồng đưa bà con về quê hương của mình nha cả nhà. Rồi xin chào.